Moto Cycle TV xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay là chắc cái clip này là có hai cái chủ đề là chắc chắn anh em xem cái clip này sẽ thích. Chủ đề thứ nhất là phu chờ 125. À, chắc chắn là máy phu là lúc nào đăng ở trên kênh của mình là cũng nhiều lượt view, nhiều lượt xem. À, nhất là những căn bệnh về cái động cơ máy phu. Ví dụ như là hư tăng cam, rồi bị cái bộ nồi, kêu dên, hay là khó sang số. Đó là những cái bệnh lý mà trên cái phu chờ 125 nó hay bị. Thì mình có nhiều video clip rồi. Thì chắc chắn là bữa nay cũng là máy phu 125. Thì anh em quan tâm là cái hot thứ nhất. Cái hot thứ hai, phu 125 nhưng mà 4 van. À, 4 van ha. Nhưng mà 4 van đây không phải là mua đầu lòng 4 van về gắn nữa, mà là quay trở lại cái công cuộc độ chế. À, giống như mấy cái máy đâu rồi, đã mất tiêu rồi. À, dẹp nhiều máy quá, dẹp bớt rồi. Đây máy Channing dẹp bớt một kho rồi. Cả trăm mấy lần mà. Thì hôm nay là hot cái là lấy cái này độ chế. Thì mình đã nói rồi, động cơ độ chế nó không có phù hợp để mà chúng ta sử dụng ở ngoài đường, tại vì nó không tối ưu. Nhưng mà tại sao vẫn làm? Làm là tại vì quá nhiều anh em yêu cầu, quá nhiều anh em đam mê, độ cho nó nổ lên chạy tèn tèn chơi cũng vui rồi, còn để mà nó tối ưu giống như một cái máy này thì chắc là không có đâu. À, thì cái máy này mình nghĩ là nó vẫn ok nhất. Thì hiện tại cũ á, là mình đã từng có cái video clip mình làm về máy phu 125 lên DOHC, đúng không? Anh em có thể search phu 125 DOHC là ra ngay lập tức, là cái động cơ phu của mình làm thành cái đầu lòng DOHC, là đầu lòng winner, và mình gắn trên một chiếc xe rắc, hiện tại đang là cái bàn làm việc thôi, mình không có chạy nó nữa. Thì sau đó thì mình có làm một cái máy quay đầu lòng Exciter 150, mình gắn đầu lòng Exciter vô trong một cái chiếc máy quay, và mình cũng đang làm nó thành cái xe đạp BMX cũng không chạy luôn, làm để trưng bày thôi, không sử dụng, để tham gia giao thông. Và bây giờ hãy tiếp tục một cái máy nữa là máy phu, nhưng không phải là DOHC, và cũng không phải là máy quay đầu lòng ad, mà nó là máy phu đầu lòng Exciter 150. Và đặc biệt hơn, mình sẽ lên full FI và tool ECU cho cái động cơ này, có nghĩa là mình sẽ làm cho nó tối ưu. Từ cái việc là làm đúng, ngày xưa mình độ động cơ mình độ sai và mình biết cái sai của mình cho mình không làm nữa. Bây giờ mình độ là phải làm đúng. Đúng là gì? Đúng hành trình, đúng tỷ số nén, đúng cam sắc tham minh, và sau đó là đúng lập trình phun, và cuối cùng là chuẩn air fuel ratio phải đúng. Có nghĩa là bây giờ động cơ này chắc chắn làm là lần này phải đúng và phải tối ưu, chứ không phải là nói như những lần trước là động cơ độ là không tối ưu. Làm là phải làm đúng, đúng từ tất cả những thông số cơ bản, từ hành trình dên, đường cái bê tông, cho tới tỷ số nén, cho tới cam sắc tham minh là gốc tham, gốc cam, cho tới tham minh lai là thời điểm đánh lửa luôn. Và quan trọng hơn hết là cái việc cung cấp xăng cho vùng đốt để nó chuẩn air fuel ratio, thì những cái này nó phải đúng đó. Thì ngày hôm nay mình tiến hành mình làm, thì ở đây mình có một cái động cơ phu chờ 125 nè, các bạn thấy không đó, mình có một cái động cơ. Thì cái động cơ này hiện tại á, là đang sử dụng cái đầu lòng là của xe xăng cơ đó. Mình nhìn là tại vì mình biết là do nó không có những cái chỗ để bắt vị trí cảm biến. À, nó là đầu lòng xăng cơ rồi. Còn nếu như mà bắt được cảm biến, ví dụ cảm biến oxy và cảm biến nhiệt, thì nó là đầu lòng FI. Thì bây giờ mình sẽ xài cái động cơ này. À, mình rã nó ra và mình mang đi gia công cơ khí để mà làm lại cái bụng lốc và cây dên. Tại vì mình không có, hiện tại là không có xưởng gia công cơ khí, cho nên là mình phải đem đi làm. Thì cái chi phí làm cái này chắc mình nghĩ cũng nhiều, chắc đâu đó cũng rơi vào khoảng chắc chục triệu à. Thì giờ mình sẽ mở nó ra ha. Còn việc mà mở cái động cơ này ra để rửa chùi thì có nhiều video clip rồi các bạn. Thì giờ các bạn sẽ đợi mình vài hôm nữa là mình sẽ quay lại để mà cho các bạn coi cái thành phẩm sau khi gia công cơ khí. Chơi lớn luôn anh em ơi, gia công xong rồi. Thì bữa trước là mình chọn cái lốc kia á, là nó bị lai, là cái máy là máy FI, nó có một cảm biến VS trên này nè, và đầu lòng là xăng cơ. Cuối cùng mình phát hiện ra, mình rã ra mình phát hiện ra là cái bụng á là bụng FI, nhưng mà nó lại gắn, tại vì trong kho mình nhiều máy lắm, mình gom đồ mình cứ ráp vô vậy đồ dư. Thì mình thấy là cái bụng máy đó nó có vài điểm nó không tương thích, thì mình mới chọn một cái cặp lốc máy khác, mình mua ve chai. Thì cái này là nó không có cảm biến VS ở đây. À, và đồng thời thì đường bơm nhớt của nó cũng đã được đắp làm lại với cái chân lòng, các bạn nhìn nè. Bơm nhớt thì nó ra đây, nó lên đây và dắt lên đây. Và đặc biệt hơn là ban đầu mình tính là làm 150, nhưng mình đi lên YouTube mình gõ thì cũng có anh em làm phu chờ 150 rồi, cho nên là không gì khác biệt, mình làm này là phải khác biệt. Thì các bạn nhìn nè, đây nè, cái lòng này lòng 155, lòng 155, và cái đầu này là đầu BK600 BK nè. À, đó là đầu này, các bạn nhìn biết rồi đúng không, đầu VVA rồi, cam biến thiên. Thì có nghĩa là chắc mình tìm hiểu ở trên mạng là đây là chiếc đầu tiên ở Việt Nam quá, là phu chờ 125 mà xài cam biến thiên VVA. À, có nghĩa là đầu lòng 155 của Yamaha. À, thì các bạn có thể search, mình hồi nãy trước khi mình làm clip mình đã search rồi, là có đầu lòng Exciter chứ cũng chưa có làm VVA. Thì mình thử, tại vì mình đã làm ECU lập trình rồi, thì cái việc mà mở cam biến thiên VVA là bình thường.
chứ đâu có gì khó khăn. Thì hiện tại là cũng đã chế tạo cái hành trình để gắn cái tăng cam rồi, để xài cho tương thích tăng cam. Đây mình gá cho các bạn xem ha. Đường bơm nhớt thì nó sẽ lên cái lỗ bù lông ở trên, đường bù lông ở trên phù hợp với cái đầu VVA. Tăng cam đây mình cũng làm thẳng đường, bạn nhìn vô nè. Thôi em nhìn vô đi. Đó, đường tăng cam nè, lồng nè, liền lạc không? Đẹp không? À, cái đầu này á là mình à, đây, đầu này là mình xài cái đầu bọt tinh nha các bạn. Đầu VVA mà bọt tinh luôn nha, móc hút xả luôn nha. Là chơi lớn luôn á. Đầu 155 chơi lớn luôn, đầu bọt tinh, lồng 155. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Đó. Ừ, VVA cam biến thiên đàng hoàng. Ngầu không? Đó, không nạp hút luôn. Trước mắt là cơ khí nó tới đây ha. Thì giờ sẽ sấy xúc bắp nè. Sấy xúc bắp lại. Rồi sẽ đo hành trình dên. Còn đợi cái dên về nữa. Đo hành trình dên. Sau đó là mình hoàn thiện cái phần bụng lóc dên, đầu lòng. Rồi hoàn thiện xong á là mình tiến hành mình kiểm nén. Mình kiểm nén, kiểm hành trình dên. Rồi bắt đầu kiểm cam. Rồi sau đó mình ráp bụng máy, mình ráp vào cho các bạn xem. Và cuối cùng là công đoạn nổ máy ha. Các bạn chờ video của mình. Đây là mấy cái đồ bỏ ra. Tay dên, rồi mặt đạn dên rồi. Thì hiện tại là với cái cấu hình này thì chắc là xe này phải sử dụng bộ 5 số. Bộ 5 số được chuẩn bị rồi nè các bạn. Bộ 5 số đồ chơi. 1 tới 4 lùi. Phải, nhưng mà thị trường mà có bộ số này mà cho cái thằng BG1 thì hay quá. Hiện tại là cái này là chỉ cho mệt ít với phu chờ thôi. Là từ 4 số lên 5 số. Đó. Bộ 5 số nguyên bộ. Cái giờ sẽ coi hành trình ha. Mấy bạn đang gá vô để kiểm tra cái đường sinh cam. Kiểm tra hệ thống tăng cam, sinh cam. Cho anh mượn cây thước. Cho anh mượn cây thước. Bạn. Mình bỏ cọng sinh cam này. Mấy cái động cơ độ chế này nó nhiều chi tiết mà nó phát sinh lắm các bạn. Trong quá trình làm thì nó sẽ thêm 1, 2, 3, 4 chi tiết gì đó không chừng. Ví dụ như đường chạy sinh cam rồi tăng cam. Nói chung là nhiều vấn đề lắm. Nhiều vấn đề cần phải xử lý lắm. Chứ không phải là thả vô một cái là được đâu các bạn. Cho nên là nhiều bạn hỏi là có làm dịch vụ không, thì thật ra là mình bên mình là không nhận mấy cái này đâu. Mấy cái xe nhà chơi thôi. Chứ còn mà mấy cái ca làm cái này thì nó tốn rất là nhiều thời gian, nó rất là phức tạp. Còn bạn nào nói là ai nhận đó thì các bạn cứ cứ liên hệ những bạn đó nha. Với lại một phần là mình biết được là những cái động cơ như vậy độ chế thì nó sẽ không có được bền, cho nên là mình cũng không có làm dịch vụ trong những cái trường hợp này. Làm thì để phục vụ yêu cầu của các bạn với lại phục vụ đam mê của bản thân mình thôi. Rồi em quay đây, bê tông nó hụt mặt lòng một xíu y như cỡ như cái xe zin các bạn. Thì giờ mình sẽ đo cái hụt mặt lòng. Hụt mặt lòng khoảng 0.6. Rồi, mình sẽ cho bê tông nó lui xuống hết. Hành trình dên của nó là 59 năm. Thì có như là hồi nãy là 0.5 đi. Thì hành trình dên là 59 ly. Trái này là trái 155 zin nè. 59 ly, trái 57, trái 57. 59 ly hành trình dên, trái bê tông 57. Bê tông 57. 57 chia 2 bằng nhân 28.5 bằng nhân 59 nhân 3.14. Dung tích chiếc xe này lên 150cc các bạn. 150cc bằng chiếc ẹp
lòng 155, nhưng mà do hành trình gen của nó, để mình coi lại coi. Để mình kiểm lại lần nữa. Hành trình gen là 59 ly hụt mặt lòng, 597 hụt mặt lòng 06. 06 là 59 ly đó. 59 ly bê tông là 57 ly. 57. 57. 57. Tương đối thôi, tại vì có sai số mình phải tháo cái trái để mình đo mới đúng. 28,5 nhân 59 nhân 3,14. Đúng rồi các bạn. Coi như là cái động cơ này là khu chờ này lên 150 phân khối. Thì quyết định cuối cùng á là mình nghĩ là mình thôi chắc là chơi luôn là 5 số, xong rồi mình sẽ gắn luôn bộ nồi chống trượt vô đây. Nhưng mà bộ nồi chống trượt này hơi đặc biệt một xíu ha. Nồi chống trượt này số tự động, không lên con. Thì chắc là sẽ gắn lên phu chờ. Còn nếu mà gắn lên phu MX thì mình sẽ gắn cái nắp chụp của tay con. Thì trước mắt là dự kiến của mình sẽ là làm cái này là 5 số nè, gen nè, đầu lòng 155 VVA và sử dụng nồi chống trượt. Thì dự kiến là vậy. Còn có gì thay đổi hay không thì tiếp tục sẽ rõ, là mình sẽ làm đồ xong mình mới tính được. Thì chốt lại là trên kênh của mình á, là mình cũng đã làm từ rất lâu rồi, quay rim độ đầu lòng mẹt, sau đó là tới độ đầu lòng winner cho chiếc future, rồi chiếc edge thì mình cũng độ đầu lòng DOHC winner. Còn mấy cái chuyện mà hai bít tông rồi bít tông lờ tin rồi này nọ thì thôi, cái đó không có bàn tới nữa. Mấy cái đó là mình không bàn tới nữa. Giờ tổng kết mấy cái mà lên cái dàn hơi đầu lòng thôi. Thì qua nhiều quá trình làm, mình rút ra được một cái bài học kinh nghiệm là cái động cơ độ chế á, mình nói các bạn á, độ thì độ cho vui, chứ còn về cái tính chất mà ổn định á, tính chất mà gọi là để mà đi đường dài hoặc là bền á, bền vật liệu á, thì cá nhân mình nghĩ là mấy cái động cơ này nó sẽ không tối ưu giống như là động cơ của hãng. Chắc chắn luôn các bạn, chắc chắn luôn á. Chứ không phải là mình nói để mình nhận. Đó là lý do tại sao mà mình, nhiều bạn hỏi mình có nhận làm không này nọ, mình từ chối á. Thì thật sự mình nghĩ tới an toàn cho các bạn thôi, cho nên là mình không dám mạo hiểm. Còn bạn nào muốn làm thì có thể nhờ những anh em khác, chứ cá nhân Motorcycle TV là thật sự là không dám làm những cái ca như vậy. Thì mong các bạn thông cảm. Thì vậy thì mấy bạn cũng hỏi tại sao mình làm, thì đó như mình đã trả lời rồi. Mình làm là vì cái sự tìm tòi khám phá của mình, đam mê của mình, và một số bạn yêu cầu thì mình làm để mình chơi thôi. Mình làm xong, mình nổ máy xong, mình test xong, mình cũng gác lên kệ, mình cất. Là mình đam mê động cơ mà, cái gì chế được chế, cái gì hay rút ra bài học kinh nghiệm thì mình làm. Đó thì đó là cảm nhận cá nhân của mình. Rồi thì cái phần này là mình bắt đầu giới thiệu với các bạn ha, là về cái dự án này là mình sẽ làm một chiếc phu chờ lên đầu lòng cam biến thiên VVA, có thể là một trong những cái động cơ phu chờ VVA đầu tiên ở Việt Nam, 155 VVA. Nhưng mà xe này thì sau khi mình đo cái hành trình gen thì cuối cùng là bây giờ nó chỉ còn được có 150 thôi, nó thành thử ra là hơn chút thôi, chút đỉnh thôi, có thể là sai số đó. Thì bây giờ là mình đã làm lốc xong, làm gen xong, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm những cái phần còn lại. Còn động cơ này nó có những cái gì đặc biệt? Thì thứ nhất là nó sử dụng đầu lòng 155 VVA. Cái thứ hai là nó sẽ sử dụng bộ nồi chống trượt bên mình đang phát triển để gắn cho winner. Và cái thứ ba là nó là bộ số 5 số, 1 tới 4 lùi, chứ không còn phải là 4 số như phu chờ 125 nữa. Rồi đây, đây là cái toàn bộ tàn cảnh động cơ. Đó thì video clip này xem như giới thiệu một phần công việc, coi như là cái phần cơ khí về lốc, về đầu lòng, gen, bộ số cũng đã gia công xong. Thì bây giờ mình đi làm mấy cái phần nhỏ nhỏ, rồi sau đó tiến hành mình ráp nó lại, và khi nổ máy thì mình sẽ review tiếp tục cho các bạn xem. Thì cũng giống như là làm đầu lòng ẹp hoặc là đầu lòng DOHC thôi các bạn. Đó, video clip phần này thì mình xin phép mình kết thúc tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay, các bạn nhớ like và subscribe kênh, và nhớ đón xem phần tiếp theo để mình hoàn thiện cái động cơ này và nổ máy cho các bạn xem ha. Rồi mình xin phép mình dừng video này lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở phần sau. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.